Xin chào tất cả các bác, các anh em đam mê âm thanh trở lại với kênh Test Audio của Tuấn Nguyễn Audio Hà Nội. Hôm nay tiếp tục Tuấn lại giới thiệu các bác một siêu phẩm đến từ Anh Quốc, một trong những thương hiệu high-end rất là nổi tiếng của hãng BVK, một trong những series trong những phân khúc đời đồng tiên phong những kiểu dáng high-end của dòng BVK rất là nổi tiếng của Anh Quốc. Loa thì tình trạng thì rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Toàn thân vỏ gỗ đây của hãng BW, cái căng nhựa đấy, còn zin nguyên bản rất là đẹp. Cấu hình thì như những dòng CD7 NT đấy. Củ bát và củ chung đều 17 màng carbon gân cao su. Loa chung thì màng Kevlar rồi, màng Kevlar dưới kiểu dệt nhà súng đạn rất là đẹp đấy các bác nhé. Đấy, rất là đẹp, rốn giáp căng mọng rất là đẹp, gân cao su, toàn thân vỏ gỗ với một con chép ở nóc, một chép đôm titan, một chép đôm. Kích thước chiều ngang nó rơi vào khoảng tầm 20-21, chiều sâu là khoảng 30, chiều cao khoảng 1 mét. Toàn thân vỏ gỗ vuông thành sắc cạnh rất là đẹp. Các bác kê bày những không gian rất là sang trọng, đánh cầu vi quai. BWP6 Made in England này. Dòng này sản xuất tại Anh các bác nhé. Mọi thông số thì các bác có thể tra thêm ở trên mạng. Có công suất trở kháng và những dòng này thì rất dễ đánh, trở kháng 8 ohm. Toàn thân vỏ gỗ rất là đẹp, xuất sắc luôn, không tì vết, thùng rất chắc và nặng. Đấy, so với những dòng BVK đời cao như là dòng 603 F3 thì tầm tiền những con này thì độ chất hơn các bác nhé, nó cổ hơn một chút nhưng mà nó chất hơn rất là nhiều, và giá thì rất là hợp lý. Chiếc bên này cũng vậy, rất là đẹp. Lỗ thoát hơi đằng trước các bác kê đồ cũng rất là ok, rất dễ kê đồ từ dưới chân luôn nữa. Thành sắc cạnh rất là đẹp, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp nha các bác nhé, vỏ gỗ rất là chắc và nặng. Đôi này thì Tuấn giao lưu các bác đầu năm với giá rất là tốt, giá 19.500.000. Một cặp loa trong phân khúc tầm tiền của BVK thì không có đối thủ. Loa rất là chất, toàn thân vỏ gỗ rất là đẹp, kê bày sang trọng, đặc trưng của những dòng loa châu Âu. Các bác anh em có thể ghép những dòng Lima răng, Đờ Nông, Sang Su, những dòng đời cao, hoặc những dòng cao hơn là Apokoi hay Lukma, cho mỗi dòng âm ly cho một chất âm rất là đặc trưng. Thì các bác dễ chơi thì chơi những dòng Đờ Nông là rất là dễ đánh, phù hợp và rất là tầm tiền, phù hợp những dòng nhạc trẻ, nhạc Âu, nhạc Bolero, nhạc không lời, nhạc guitar rất là hay. Sau đây thì các bác hãy đeo tai nghe và thưởng thức chất âm.
Sau đây thì Tuấn xin test bản nhạc có lời, những dòng nhạc acoustic, những dòng nhạc trữ tình rất là hay. Xưa, những dòng nhạc xưa các bác anh nghe hay nghe dòng nhạc xưa rất là hay. Anh em hay nghe những giọng ca như Chế Linh hay là những Hồng Trúc rất là hay. Yêu
Sau đây Tuấn xin tên một bản nhạc Europha, những dòng nhạc đánh nhanh hơn. Loa vẫn thể hiện độ chi tiết rất là rõ ràng, từng giải một, giải bass xuống rất là trầm và sâu. Tuấn xin dừng lại bản test tại đây. Những bác nào mà quan tâm tới sản phẩm, xin các bác liên hệ cho Tuấn số điện thoại 0943426668, địa chỉ số 10 ngõ số 3 Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước khi kết thúc chương trình thì Tuấn Nguyễn xin báo giá lại cặp loa BVK của Anh Quốc P6 giao lưu các bác anh em với giá rất tốt đầu năm, với giá là 19.500.000. Tuấn Nguyễn xin cảm ơn tất cả các bác, các anh em đang theo dõi kênh. Những bác nào mà đi qua chưa đăng ký thì các bác hãy đăng ký để cập nhật những bản video, những bản test mới nhất về những dòng loa, cây cột của Búc Xe, những dòng Âu Mỹ. Tuấn Nguyễn xin cảm ơn, hẹn tất cả các bác, các anh em những video tiếp theo.